Sau tuổi 40, khi ngủ thấy 4 dấu hiệu này chứng tỏ tuổi thọ ngắn, người đang có nhiều bệnh. Giấc ngủ là một chìa khóa của tuổi thọ. Do đó, nếu thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ vì những lý do dưới đây, thì bạn nên cảnh giác với bệnh tật và cơ thể của mình. Do tác động của lão hóa, giấc ngủ của người 40 tuổi sẽ bị giảm sút. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng giấc ngủ bị ảnh hưởng là do nồng độ melatonin. Là do nồng độ melatonin mà cơ thể tiết ra có xu hướng giảm xuống. Điều này khiến cho người sau 40 tuổi ngủ không còn sâu giấc. 4 dấu hiệu khi đi ngủ chứng tỏ bạn có tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh tật. Thứ nhất, bạn thường bị đau đầu dữ dội khi ngủ. Dấu hiệu nhồi máu não. Trước khi xuất hiện nhồi máu não thì cơn đau dữ dội ở vùng đầu có thể xuất hiện. Nhất là khi ngủ, đôi khi cơn đau có thể đánh thức bạn vào ban đêm. Ngoài ra, có nhiều hiện tượng như là co giật, buồn nôn, nôn, vân vân. Nếu như hiện tượng này trước đây chưa xảy ra hoặc là hiếm khi xảy ra thì bạn nên quan sát. Nếu như triệu chứng không thuyên giảm thì bạn phải đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Thứ hai là bị đắng miệng, ợ hơi giữa đêm, dấu hiệu trào ngược thực quản. Sau tuổi 40, nếu mà khi đi ngủ bạn thường xuyên ợ chua, ợ hơi và cảm thấy đắng miệng thì lúc này nên cảnh giác với bệnh về thực quản, đặc biệt là trào ngược thực quản. Khi mắc căn bệnh này, việc nằm xuống sẽ khiến cho các chất trong dạ dày dễ trào lên thực quản hơn. Men thức ăn thì có vị chua, vị đắng, cho nên trong miệng thường cảm thấy vị đó. Thứ ba, tỉnh dậy giữa đêm vì tức ngực, dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là một hiện tượng có một cục huyết khối đột ngột làm tắc động mạch vành, tức là mạch máu nuôi xung quanh của quả tim. Hiện tượng này làm cho máu không chảy đến nuôi được đến phần cơ của tim, là một phần tim sẽ bị chết đi. Việc tắc những mạch máu lớn sẽ có thể làm cho quả tim của bạn ngừng đập, gây ra chết người. Với những người sau 40 tuổi thì càng phải chú ý để bảo vệ sức khỏe của tim của mình. Nếu như thường xuyên cảm thấy tức ngực, đi kèm cảm giác mệt mỏi một cách bất thường, bồn chồn, lo lắng hay là lo âu một cách vô cớ, đau cánh tay hoặc là khó chịu ở khu vực khác của cơ thể như là khó thở, hụt hơi, chân tay rã rời, đầy chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn ói hoặc là ợ nóng thì bạn nên nhờ người thân đưa tới bệnh viện gấp để phòng tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thứ tư, lúc nào đi ngủ cũng thấy tê bì, chuột rút. Cảnh giác mắc bệnh về mạch máu. Sau tuổi 40, nếu cứ đi ngủ mà bạn lại cảm thấy bị tê bì, chuột rút hay là đau nhức hai chân thì phải cảnh giác với các bệnh về mạch máu. Chân là nơi xa tim nhất. Một khi mạch máu gặp trục trặc, nó sẽ là bộ phận bị ảnh hưởng đầu tiên do không được tim bơm đến máu. Bạn nên đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt để phòng ngừa nguy cơ mắc sơ cứng động mạch hay là hẹp động mạch. Sau độ tuổi 40, dù bạn là nam hay là nữ, cũng nên dành ra vài phút để có thể tự kiểm tra sức khỏe cho bản thân. Nếu buổi tối thường xuyên có 4 dấu hiệu trên, thì phải cảnh giác cao độ với trọng bệnh. Nếu không có, xin chúc mừng bạn vì bạn có khả năng sống thọ. Sau tuổi 40 thì có 4 điều quan trọng mà bạn nên ghi nhớ. Ngủ ngon là điều quan trọng nhất để có sức khỏe tốt khi bạn già đi. Muốn ngủ ngon nên có thói quen ngủ đủ giấc và không thức khuya. Không hút thuốc và uống rượu trước khi đi ngủ. 30 phút sau khi ăn tối, tập thể dục hợp lý sẽ giúp cải thiện giấc ngủ của bạn. Điều trị tích cực các căn bệnh đang có để có thể ngủ ngon hơn. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, thực hiện tốt 5 điều này trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ sống thọ. Thứ nhất, không chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, nghịch điện thoại có thể là một lựa chọn của nhiều người. Nếu như bạn cũng vậy thì nên thay đổi thói quen này càng sớm càng tốt. Bởi vì sử dụng điện thoại di động hơn 1 giờ trên giường, ánh sáng xanh phát ra từ nó sẽ làm giảm tổng số melatonin do con người tạo ra khoảng 22%, khiến cho bạn khó ngủ hơn. Mặt khác, chơi điện thoại trong thời gian dài sẽ làm tổn thương thị lực. Lâu dài hơn thì thị lực sẽ ảnh hưởng tới gan
tức là gan sẽ tiêu hao máu, làm cho gan bị tổn thương. Bạn hãy thử đặt giờ giới nghiêm cho mình bằng cách không sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút xem. Khi không sử dụng điện thoại quá nhiều trước khi đi ngủ, não của bạn sẽ được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Đó chính là cách để giúp cho bạn sống thọ hơn. Thứ hai, uống nửa cốc nước ấm trước khi đi ngủ. Khi mỗi người bước vào giấc ngủ thì cơ thể chúng ta sẽ đi vào trạng thái hoạt động, sửa chữa và cần nhiều nước để thực hiện hoạt động chuyển hóa. Đó chính là lý do tại sao nhiều người lại cảm thấy khô miệng sau khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Do đó, việc uống một cốc nước trước khi đi ngủ là một điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với những người mà bị máu đặc hoặc là các bệnh về tim mạch hay là mạch máu não. Đối với những người bình thường thì điều này quan trọng cũng không kém. Nó giúp bổ sung nước, giúp tránh mất nước quá nhiều trong quá trình bạn ngủ. Từ đó giúp cho các cơ quan trong cơ thể được hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên thì bạn không cần phải uống quá nhiều, khoảng 100ml là đủ để giúp bổ sung nước cho cơ thể mình. Tốt nhất là uống nước ấm để cơ thể dễ hấp thụ và bổ sung độ ẩm cho các tế bào. Thứ ba là ngâm chân trước khi đi ngủ. Ngâm chân trước khi đi ngủ là một phương pháp chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả từ xưa tới nay. Chân của chúng ta có hơn 60 huyệt đạo ở trên bàn chân, có liên quan chặt chẽ, mật thiết đến các nội tạng của cơ thể người. Thói quen ngâm chân trong nước có nhiệt độ vừa phải và xoa bóp các ngón chân của mình và lòng bàn chân của mình sẽ giúp thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết và còn có thể kích thích, kích hoạt, có tác dụng cân bằng âm dương, giúp cho an thần, cơ thể thoải mái và dễ ngủ hơn. Việc ngủ ngon hơn sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe khoắn vào ngày hôm sau. Từ đó, sức khỏe tổng thể cũng sẽ được cải thiện rõ ràng. Tuổi thọ vì thế cũng sẽ kéo dài hơn. Thứ tư, đi bộ trước khi đi ngủ. Tập thể dục trước khi đi ngủ đúng cách không chỉ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn của bữa tối mà còn có lợi với giấc ngủ của con người. Tuy nhiên, thời tiết thì ngày càng trở nên lạnh hơn vào mùa thu, mùa đông hay là mùa xuân. Do đó, không nên vận động mạnh, nếu không sẽ gây ra các triệu chứng như là cảm lạnh. Vì vậy, đi bộ là một phương pháp duy trì sức khỏe tốt nhất. Khối lượng vận động của việc đi bộ không lớn, do đó vừa có thể thư giãn đầu óc, có thể loại bỏ mệt mỏi về thể chất, vừa tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Đi bộ là một hoạt động cho phép mọi bộ phận trong cơ thể được vận động, phù hợp với cả người cao tuổi và người trẻ. Thứ năm, xoa bụng nhẹ nhàng trước khi ngủ. Xoa bụng từ lâu được đông y đánh giá là một phương pháp cải thiện sức khỏe đơn giản và hiệu quả. Trước khi đi ngủ mà thực hiện xoa bụng sẽ có nhiều tác dụng tới lá lách, dạ dày và đường ruột, cải thiện chứng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, viêm dạ dày mãn tính, vân vân. Hơn nữa, vào buổi tối, nhiều người có thói quen ăn no. Việc xoa bụng nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ làm giảm đi gánh nặng và sự khó chịu ở khoang bụng. Đặc biệt là với những người bị bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh khác nhau đều có tác dụng điều trị, bổ trợ nhất định. Cách xoa bụng như sau. Tùy vào mục đích mà bạn có thể thực hiện các cách xoa bụng khác nhau. Nếu muốn chăm sóc sức khỏe thì nên xoa bụng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Nếu như đang bị tiêu chảy hoặc là các bệnh lý khác thì nên thoa theo hướng cùng chiều với kim đồng hồ. Khi thực hiện xoa bụng thì hãy đặt lòng bàn tay phải vào rốn của mình, xếp chồng bàn tay trái lên. Sau đó lấy rốn làm tâm điểm, tiếp tục xoa theo chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ như đã nói ở trên. Mỗi lần xoa như vậy làm khoảng 50 vòng, lực xoa vừa phải trong khả năng mà bản thân cảm thấy dễ chịu.